Chào quý vị và trường đang đi ghi hình trên một cái biên dọc đường tuyến đi của bờ sông Lèn đấy. Gọi là đây trung tâm chợ của thị trấn Đồ Lèn đấy. Tại Thanh Hóa quý vị. Qua đây quý vị có thể là xem trước mà nó nhớ có trường đây là một cái bãi xe có bà chờ con đi chợ tại chợ Đồ Lèn. Tỉnh Thanh Hóa quý vị. Hôm nay cũng là ngày chủ nhật và cũng là ngày 25 tháng chạp. Đây và cái bãi xe bên đây cũng cực đông luôn. Bây giờ Trường sẽ vào Trường ghi hình cho tất cả quý vị có thể là xem được cái quang cảnh trong chợ ngày Tết tại chợ Lèn của tỉnh Hà Trung đây, Thanh Hóa quý vị. Đây là cái hàng đồ da, gọi là về gia vị đấy. Vâng, quay chia sẻ chị ơi. À chị có cái điểm đây là điểm tập trung, điểm chuẩn nhất đấy chị nhỉ. Cô chị bán đầy đủ các cái mặt hàng như thế này thì nhớ sao được giá nhá. Dạ. À. Ở đây kinh nghiệm trong nghề. À đúng rồi, đúng rồi. Cho nên đúc kết dày dặn lắm rồi đúng không ạ? Cảm ơn các bác chị nhá. Đúng rồi. Và bên đây là kẹo này quý vị này. Đấy. Và chúng sẽ đi view cái không gian trong cái các hàng tạp hóa. Chào các xin được chào quý vị. Và hiện tại Trường đang đứng tại trung tâm của thị trấn Đồ Lèn quý vị. Và trước màn ảnh nhỏ quý vị có thể là xem được hôm nay là ngày chủ nhật 25 tháng chạp âm lịch. Đây qua đây quý vị có thể là xem được mọi người rất đông đúc trên một tuyến đường lộ. Và hiện tại Trường đang đi về cái phía đào hoa của mọi người đang bày bán đây. Đây nên là tại Trường mình đứng bên cái dọc đường. Bác mua đào bác. À, chào chị. À. Chị ơi, chị bán đào đây hả chị? Vâng. Những cành đào đấy chị bán cho bác được mấy trăm chị? Dạ, 150 à? À vâng. À đúng rồi, em quay em chia sẻ tí mà. À thế gì á nhỉ? Có thật à? Dạ à, dạ vâng, thế ông dĩa đây bác ạ. Đây qua đây quý vị có thể xem được cái cành đào cao đến 3 mét. Bác bán cho bác gái đây là 200 à? Thế là chị bán cà quất trong đây à? Cảm ơn chị với bác nhá. Đây quý vị ạ. Trước màn ảnh nhỏ quý vị có thể là xem được mọi người đi sắm Tết rất đông và có thể nói là rất nhộn nhịp. Hiện tại Trường đang đứng trên một tuyến đường giáp đường lộ quốc lộ 1A quý vị ạ. Đây. À bác gái đi mua đào mà đi like cái xe đạp này à? Bác không chứa được xe máy tới nơi à? Đấy chất đấy quý vị. Bác gái đi mua đào đi ăn xe đạp luôn và đi sắm Tết cho gia đình. Chào hai bác nhá. 200. Quất đào được bà con bày bán rất nhiều ở kia. Chị ơi, chị bán quất đây chị. Vâng ạ. Bán được nhiều nhé chị ơi. Bán được 5 ô tô rồi ạ. À, bán được nhiều hết nhà chị nhờ. À, có vẻ ăn Tết là tô đấy. Vâng, vâng ạ. À, như một cái cây. Em đẹp, đây là bán hết nhiều. Như một cái cây đây, chị bán cho khách được nhiều không chị ơi? 1,5 triệu. À, dạ vâng. Thế là cũng hợp lý đấy chị. Đây là quất tại Hưng Yên này chị. Vâng, quất Hưng Yên. À, vâng. Cảm ơn chị nhiều nha. Đây chị có điểm view bán tốt đó chị ạ. Vâng, anh đi em bán. Vâng, ok. Là em bán này ở dưới kia đấy. À, vâng.
Mai nhất chị Mai. À vâng. Cảm ơn chị gái nhá. Đây quý vị ạ, có thể quý vị xem qua màn hình xem được bà con hôm nay là ngày 25 tháng Chạp đấy. Bán rất rầm rộ. Dạ vâng, cảm ơn chị. Đẹp đấy chị ạ. Đấy, vâng. Dạ. Chia sẻ đây chị ạ. Chia sẻ đây. Và quý vị ạ, trường cũng không hiểu là những cái cây hoa này là nhất chị Mai à chị. À đẹp chị nhờ. Và ok chị. Hoa nó trắng trắng mà đẹp. Như một cái vâng. Cảm béo anh ạ. À vâng, cảm ơn các bác nhá. Em giới thiệu nhau mấy lần rồi đấy. Ok anh. Đây đẹp đấy chị, quý vị ạ. Đấy rất đẹp. Chào các bác. À, có trong đây là có hai bác bán giò đây bác. Vâng. Đây là giò gì đấy bác? À dạ vâng. Bán được nhiều chưa bác? Vâng. Chào đi bán đi bác. Cơ bản là bác phải ngồi qua ra gần đây này. Vâng. À, chào hai bác, cảm ơn hai bác nhiều nhá. Chúng phải bán hàng. Đây có thể quý vị xem được các anh các chị bày bán đào rất nhiều. Kể cả đào phai năm cánh và đào kép Nhật Tân đấy quý vị ạ. Đấy. Hiện tại đây trường đang ghi hình trên một góc đường tại Chợ Lèn. Trung tâm thị trấn Đo Lèn quý vị ở đây. Mọi người có thể là đi sắm Tết trực tâm, hôm nay cũng là ngày Chủ nhật. Em ơi, em có mấy cái gốc nhất chi mai để em. Đây có đúng là nhất chi mai không nhỉ? À đẹp nhỉ. Em bán đây à? À. Như cái gốc này nhiều tiền không em? 9 triệu. À 9 triệu à, đẹp nhỉ. Cái gốc này có tôi đợi nhiều thời gian chưa? Em chưa biết ạ. À. À thế là em chứ ngồi để em trồng rồi đúng không? Không phải là bán đúng không? À. Được đẹp đấy quý vị. Đây là cái gốc nhất chi mai quý vị ạ, hoa rất trắng và em có báo giá là 9 triệu quý vị. Đấy. Cho anh ghi hình tí nha, anh chia sẻ nhá. Đây là những cái gốc nhất chi mai hoa trắng và có thể nói là những cái rêu quý vị ạ. Đấy. À, cái này là mình tự ghép vào hay là hắn tự mọc đây em? À rêu tự nhiên à? Rêu họ quấn từ tháng 5 à. Thế mà cái cơ bản là hắn phải học nhau hắn mới sống được đúng không? Vâng. Đẹp lắm quý vị. À đây là nhất chi mai trên Sapa quý vị. Đấy. Sẽ ghi quá đẹp luôn. Hoa trắng lá xanh và thân rêu. Đấy. Cực nhiều. Nhất chi mai tại Sapa. Cái anh bán hoa đây anh. À. Được chưa em? Đây. Qua đây quý vị có thể cảm nhận được cái khung khí Tết. Hôm nay là ngày 25 tháng Chạp, cũng là ngày Chủ nhật. Chỉ còn có vài ngày nữa là đến đón Tết Nguyên Đán quý vị ạ. Đấy. Bà con và các chị bày bán đào và hoa quá rất đông. Và kể cả phía trước mà đánh nhuống quý vị, đây là những cái bông hoa hướng dương đấy. Đây là những cái bông hoa hướng dương cũng được các anh các chị bày bán và hoa quế nhiều. Ôi.
bán quất này chị ơi. À vâng. À, em thấy cái điểm đây dọc bài rất đẹp đấy chị nhờ. Bán nhiều chưa chị? À vâng. Quất đây là quất mình lấy từ Hưng Yên chị. Hưng Yên Phan Giang. Hưng Yên Phan Giang. Đúng rồi. Quất năm nay em thấy đẹp chị nhờ. Vâng. Rất đều và rất đẹp. Vâng. Quất có thể nói là quất tại Hưng Yên đấy, Văn Giang có tua này và có cả hoa, có lọc nhiều lắm quý vị ạ. Đẹp. Chị ơi, chị bán được nhiều chưa? Vâng. Đây có chị gái đang bán tại một biên dọc có ngoài phía chợ Lèn, đây là trung tâm thị trấn Đoà Lèn quý vị đấy. Cảm ơn chị nhá, chị chào bán chị nhá. Dạ vâng. Ok chị. Đây nhiều bạc ngàn lắm quý vị. Bác đi một quất à? Vâng. Mua được cây nào chưa bác? Bác mua được cây nào chưa bác? À dạ vâng. Quất nào? Quất đây rồi, quất đẹp đấy. Đúng rồi, quất đẹp, quất năm nay em thấy đẹp mà. À, đây có các chị gái bán hàng rất khéo, cực khéo luôn. À, bán được nhiều chưa chị ơi? À. Bánh trưng là à vâng. Không nhân thịt đâu. À vâng. Rồi ok. Thôi quất nào hay đấy vẫn cũng ngon mà. Như các cái cây này là chị đang bọc để đem đi cho khách à chị? À, bọc như thế là anh cẩn thận, anh đỡ bị dùng quá chị ạ. Vâng. À ok, ok chị. Em thấy chị bọc rất nhiều, có vẻ sáng nay chị phải bán được mấy chục gốc luôn đó. Rồi, cảm ơn chị nhiều nhá. Chúc chị bán đắt hàng nhá. À vâng. Các bác. Vâng, quay chia sẻ. Vâng, quay chia sẻ bác. Đây qua trước màn ảnh quý vị có thể là xem được bà con đi chợ Tết vào ngày 25 đấy tháng chạp tại khu vực chợ Đo Lèn quý vị ạ. Mọi người có thể là bán về quất đào rải hoa. Chào các bác nhá. À, đây là hoa lan ấy à anh. À, gọi là địa lan à? À địa lan đúng rồi. Nhưng một cái khúm chậu đây là anh bán nhiều không? Chậu này em bán rồi. À thế là cũng hợp lý đấy anh. Không hợp lý ạ. À đúng rồi. Một chậu tư mà trong đây là cái khóm đây là bao nhiêu bông đây anh? Hai chậu. À hai chậu đúng không? Đây là hai gốc đúng không? Hai gốc đẹp. Có đẹp cái gì ạ? Rất sực sỡ màu. Đây là lan đấy. À dạ. À, ghi hình chia sẻ đúng không? Ghi hình chia sẻ. Đâu không lai không lai. Cảm ơn em nhá. Chúc bán đắt hàng, bán được nhiều hàng em nhá. Đây em bán đây một dải về hoa luôn đây. Có thể qua đây quý vị có thể xem được anh em thấy có những cái trồng võng để ngủ đi trong hoa đấy. Thì đây là một cái pin dọc đường trước chợ Lèn quý vị ạ, chợ Đò Lèn. Nhiều và rất bạt ngàn. Cảm ơn em nhiều nhá. Ok. Chào đẹp nhà bác ơi. Chào các bác. Bác ơi, bán được nhiều chưa bác? À, bác đang chăm đến tỉa tút ấy. Vâng, như cái này có thể là bác khấm đính được này. Đã ra là mình ngát để chân đẻ. Đào đây bác, nhập từ đâu đây bác? À, Bắc Giang hả bác? Đào này gọi là đào phai đúng không bác? À, phai Nhật Tân, đúng rồi, phai đào kép. Đào phai là năm cánh, đúng rồi. Đây là đào kép. Đẹp hơn đào ta. À, vâng, đúng rồi. Cái này nhìn đúng rồi, cái này là gọi là đào phai này, đào phai năm cánh
đào kép thì nhìn nó sặc sỡ hơn các bác. Đây các bác trai đang tỉa tút cây để phục vụ cho khách hàng. Bác ơi, cảm ơn bác nhiều nhá. Bác bán đắt hàng, chào bán với bác nhá. Và hôm nay cũng là ngày ngày đông người nhất á, đông bà con đi sắm nhất á. Đây quý vị ạ, trường đang ghi hình tại phía bên dọc có đường ngay vào trước cổng xe lèn quý vị ạ, tại trung tâm thị trấn Đô Lèn. Chào các bác, chào các anh. Các bác bán hoa bán mai đây các bác. Bạn à, đi hôm nay thì... À vâng. Bác mua đi, đăng đi. Vâng. Bán được nhiều chứ. Năm nay bác bán lần thứ mấy mai rồi? Sao ạ? Ý là em hỏi là bác bán được mấy năm mai rồi? À, năm nay bán nhiều rồi. Vâng. Năm nay bán được nhiều chưa anh? À, bán được mấy chục rồi. À, bán được mấy chục gốc rồi anh. Đây là mai ở như đâu đây bác? Bình Định à? Mai trong Bình Dương. À, Bình Dương à? Vâng. Mai vàng đẹp lắm quý vị ạ. Đấy. Hoa đã nở. Rất đẹp luôn. Qua đây mình xem khách đang trả cái mai của anh. Anh ơi, chị ưng cái cây đấy à? Chị ưng cái cây mai đấy à? À, cây đấy nhiều luôn. Đấy, qua đây quý vị có thể là xem được các bác. Chị ơi, cây đấy à? Không anh ơi. Chị ơi, cây đấy anh bán cho chị mấy đấy chị? Mai vàng tại Bình Dương các vị. Cháu này là mấy đây anh ơi? Anh. À mà chiều 2 à? Dạ vâng. Cảm ơn bác nhiều nhá. Đấy cái cháu mai đấy anh bán cho anh chị khách một chiều 2 các vị. Rất nhiều. Vâng, chào các bác, cảm ơn bác nha. Các bác bán đắt hàng nha. Vâng, vâng, ok bác. Chào anh nhá. Các bác quá đẹp. Dạ. Vâng, ok anh. Vâng. Vâng. Em view đêm chia sẻ với anh. Các bác bán lắm hoa lắm quất nhờ. Cực đẹp luôn đấy. Bán được nhiều chưa anh ơi? Và hôm nay chủ nhật cũng đông người mà anh. Tại vì chắc có lẽ mình ngồi bên trong đấy cũng hơi khuất khuất anh. Anh quất của anh đây cũng nhiều cái quất cao cực kỳ luôn đây này anh này. Và như cái cây cao 3m mà tua đẹp nhất anh bán được nhiều không anh? Công sở với những nhà to người ta mua thôi. À vâng, ví dụ như cái cây phía sau lưng anh đấy. À vâng, à thế cũng hợp lý nhà anh nhỉ. Vâng. Đấy, qua đây quý vị có thể là xem được trước màn hình nhúa của trường cây quất của anh rất đẹp, có hoa này, có lọc, có chín, có xanh, có đầy đủ luôn đấy quý vị. Cảm ơn anh nhiều nhá, anh bán đắt hàng nhá. Ở đây thế là anh cũng bán cái quất quất ở đây anh quất thế đúng không? Như quất thế là có vẻ là sẽ cao hơn cái quất bên sau anh đúng không? Không, rẻ hơn, bé hơn. À vâng. À, ô có thế à anh? À, thế cũng dễ anh nhỉ. Cảm ơn anh nhiều nhá. Anh bán đắt hàng nhá. Chào anh. Ông anh. Ông anh bán gì đấy ông anh? Đấy em bán quất anh. À, thế, quất à anh bán anh. À, à. Thế là anh với anh bên đây là hai em à? À, okay. À không à. Cảm ơn các bác nhiều nhá. Và nhá. Vâng, ok, nhá. Ok anh. Cảm ơn anh rất nhiều nhá. Chào anh trai. Đây quý vị ạ. Có thể là được khách hàng quan tâm đến quất cảnh và đào. À, cái đào phai, đào nam cánh đấy. Rồi. Đấy, mặt trời. Đây được.
Cho anh được cây nào bác? À, cái đào này bác. À. Cây này nhiều bác trả chi nhiều chưa? Bác còn 2,2 triệu mà trả 2 triệu không bán đấy. À dạ vâng. Đây quý vị ạ, cái đào kết. Đây là 2,2 triệu trước mà đánh quý vị. Cây đào rất đẹp luôn. Rồi, bác kênh nhúa thầy anh ơi, cảm ơn bác nhá. Bác có thể thêm tí nữa mua quất luôn cũng được bác. Quất em đi. Vâng, đúng không? Nhiều và rất sạch sỡ, rất đẹp. Bác. Đây và trước mà đánh ngôi vì đây là cây đào lai ghép. Đấy, hoa đũa. Có thể nói là đẹp, cực kỳ luôn. Rất nhiều. Đây và qua đây quý vị có thể là xem được chợ ngày Tết. Tầm giờ là tầm 9 giờ sáng rồi quý vị ạ. Bà con đi chợ sắm và mua hàng rất nhiều. Đẹp luôn. Đây, các anh, các chị, các bác đang đi mua hàng và chọn lựa hàng ngày Tết. Ôi anh ơi, chị mua lắm chuối đấy anh. Và đây anh mua là anh giao cho khách đấy anh. Đây là anh mua về đấy chứ nhờ. Về. À vâng. Ô bác mua bị biếu à, sao mà mua lắm chuối như thế này nhờ. Vâng, quay chia sẻ chị. Quay chia sẻ. Vâng. Cảm ơn anh chị nhiều nhá. À vâng, vâng. Em đi qua cái. Đây quý vị có thể là bà con được bày bán quất cảnh ngay cái bên dọc đường trước khi vào chợ Lèn quý vị ạ. Đấy. Nhiều bát hàng. Rồi, xin phép các bác đi chui vào đây tí. Đây có các bác đang tụ tập để ngồi bán quất cảnh đào cảnh này quý vị ạ. Đấy. Các bác ơi, không làm cốc ấm nước chè uống. Các bác bán được nhiều chưa? Bán hết rồi. Vâng. Rồi, ok các bác. Sáng đến giờ đúng không bác? Sáng chiều 30 Tết là ông dọn hết. Đây qua đây quý vị có thể là xem thấy các bác ngồi đây các bác bán quất văn đào rất vui quý vị ạ. Đấy. Cảm ơn các bác nhiều nhá. Rồi, chào các bác. Ok bác. Vâng. Gọi là dĩa đắt gì cũng phải chùa đi đúng không? Vâng. À, dĩa chặt đi à, phí của. Đây quý vị ạ, có thể là xem được cái không khí những ngày giáp Tết có thể nói là rất nhộn nhịp. Đây được bà con vào chợ đi mua sắm. Anh em bán đảo đây à anh? À bác. Giá cái đó một chục 2 triệu một cái bán đấy luôn. À bác giá thêm đi. Bác giá thêm lấy 50.000 hay 100.000 á. À có vẻ bác khoái xe đào hết nhờ. Phục mua thì bằng được đúng không? À. Ôi, đây trước mà nó nhớ quý vị cái cây đào lai ghép 600. Nhỏ nhịp quý vị. Chào các bác nhá. Các bác mua hàng bán hàng nhá. Đông luôn quý vị.
bên cái phía bên dọc đường trước khi vào chai lèn đây là các anh các chị được bày bán đào và quất và hoa đấy. Ở đây phía trước mà nói với quý vị đây là chợ lèn, đây trung tâm thị trấn Gò Lèn biển tại Thanh Hóa. Chị bán đào đây chị. Chị bán đào à chị? Bán được nhiều chưa chị? Năm nay chị mới bán hay là bán mấy năm trước nữa rồi? Dạ. Báo năm nay chị bán hay là chị bán? À, so với các năm, năm nay chị bán có trái không chị? À, dạ vâng, đúng rồi. Cái cơ bản là những cái vị khách ở xa, các con, các cháu đấy, hoặc là công nhân hoặc nghỉ, họ mới đi sắm chị ạ. Vâng. Cảm ơn chị nhiều nhá. À, chị gái. Dạ vâng. Nhiều lắm quý vị. Đào, thật đẹp luôn. Đây là hệ đào Lai Kết. Qua màn ảnh nhựa có thể là quý vị xem thấy mọi người cũng có thể là đi chọn lựa cho mình mỗi cây đào, cây quất. Chào bác. Và đây hiện tại đây qua đây quý vị có thể là xem được những cái bãi xe máy được trông giữ, được bà con đi chợ rất đông quý vị ạ. Đấy. Trước màn hình quý vị. Quất cảnh và bưởi cảnh được các bác bày bán ngay cái đường dọc đường luôn. Chào bác. Vâng, chia sẻ, quay chia sẻ bác. Dạ vâng, cảm ơn bác nhé. Bác con cháu đi chợ à? Đúng rồi. Đi mua quất hay mua đào đấy bác? Đi mua quất mua đào. Dạ nhờ. Vâng. Đây. Đây, qua đây quý vị có thể là xem được những cái chùm quất rất đẹp. Có hoa và có lọc. Dạ. Tết, chợ Tết quê. Dạ vâng, đúng rồi, chợ Tết cùng quê bác. Cảm ơn bác nhiều nhá. Nay chị đi anh. Đâu qua ghi hình chia sẻ anh ạ. Chuẩn. À vâng. Anh bán ấy đã, quá đấy hả anh? Vâng. Bán được nhiều chưa anh? Bán được nhiều rồi. À vâng. Tết anh có bán được vài ba xe không? 5 xe không? À 5 xe rồi. À. Thế là ăn đẹp. Tết đấy. Vâng, thế là ăn Tết đấy, tua đấy. Cây cây nào cũng đẹp. Vâng, không năm nay là thấy các mặt hàng về quất đẹp mà. Cảm ơn ông anh nhá. Vâng. À, thế là bác gần đây đi chứ nhỉ, bác nhỉ. Đây quý vị ạ. Đây là ngay bên gì có cái bờ sông Lèn. Mọi người có thể là quan tâm và đi sắm cây, sắm hoa rất đông. Đấy. Xe máy, xe tô. Có thể là các bác ở đây cũng đang đi bỏ đi chợ. Chào các bà. Đấy, cái gì ạ? Hãy để bằng giá luôn, bốc này. Chào các bác nhá. Cây này anh ấy trả nhiều chưa mà anh ấy chưa bán được? 2 triệu. À 2 triệu anh. Vâng. Đây là mai tại đâu đây anh? À. À Bình Định, mai Bình Định. À ok. Đâu ghi hình ạ? Đâu ghi hình chia sẻ đây anh em ạ. Cảm ơn anh em nhá, anh em bán đắt hàng nhá. Ok, chào anh em rất vui tính. Rồi ok. Chào bác. Bán cái gì rồi bà? Lại đây cho để cho bà này. Bán đào anh mai. Không chuyển dưới. Được đây quý vị ạ. À, rất vui và qua đây quý vị có thể là xem được cái bãi xe máy của bà con đi chợ. Hôm nay là ngày 25, trường đang ghi hình bên ngay phía ngoài của chợ Lèn đấy, gọi là trung tâm thị trấn Đò Lèn.
tỉnh Thanh Hóa quý vị ạ. Đấy, xe máy 7.000 luôn, bà con đi chợ rất đông luôn quý vị ạ. Chào bác. Bác đi bán lá rong hả bác? Bán còn có 2 búa đây hả bác? Vâng, dạ vâng. Thế là mỗi búa là 50.000 hả bác? Thế là sáng giờ bác bán được mấy chục búa rồi? Dạ vâng, bác gần đây à? Vâng, cái này là có nhà trồng được đúng không bác? Vâng, cảm ơn bác nhiều nhá. Bác chào bán nốt đi nhá. Dạ vâng, ok bác trai. Đây quý vị, có thể nói là mọi người đi chợ rất đông, không những trung niên và kể cả những bác có tuổi rồi nhưng mà vẫn tham gia để đi sắm sửa trong những cái ngày giáp Tết. Đấy, có các chị đang bán gà đấy bác. Bác ơi, bác bán dưa gì đấy bác? Dưa vàng. Dưa vàng bác. Và bán được nhiều chưa bác? Và ô bác có túi mà vẫn chưa khóa nhà bác nhờ. Cảm ơn bác nhiều nhá. Đây gà đấy quý vị. Chị bán gà chị. À, một lòng mà chị bán gần hết à? Đây gà đấy quý vị. Chào bố con anh nhá. Qua đây. Quay chia sẻ chị. Chuối rồi các cây la rong được các bác bày bán ngay bên rìa đường có bờ sông liền luôn. Đấy, chào các bác nhá. Đây có thể nói là mọi người rất tấp nập. Và phía bên trong đây là phía treo liền. Chị ơi, chị bán lá rong này chị. Vâng. Chị bán nhiều nhờ, bán được nhiều chứ chị ơi. Dạ vâng. Cái đấy là chị đang tước lạt đấy gói bánh chưng à? Dạ vâng. Chị bán nhiều nhờ. Chúc chị vâng. Thế là chị như máy đâu kia chị? Đâu chị ở đây nhưng mà chị lên trên. Nhập từ trên rừng đúng không? Những cái ống vâng, những cái ống giang này là phải lấy từ trên rừng rồi. Có thể là bá thước như làng Chánh các cái vùng cao đúng không? Chị ơi, chị thước và chị làm việc, chị bán hàng cho chị nhá. Chào chị. Đây, qua đây quý vị có thể là xem được các bà, các bác đi chợ cực đông luôn chị đã. Bán hoa em gái ơi. Bán được 2 bình cái luôn cho. Quay chia sẻ. Đẹp mà. Đẹp luôn đấy các bác ạ. Mấy khi mới được lên hình. Và chúc vui vẻ để ăn Tết cho khỏe nha các bác nhá. Cảm ơn các bác tại Hà Trung Trà Liền. Rất vui tính. Rồi. Đấy, gà nghe ăn các bác. Có ngăn tua nhà chị nhờ. Ngàn này mấy cân con đấy chị? Ngàn tua chị nhờ. Mua Tết mà mua cái cồn đấy về nấu đông nữa. 4 cân 9, gần 5 cân. Đấy, chị gái đã đoán chuẩn luôn. Chị ơi, chị bán đi chị nhá. Chào bác nhá. À, phía trước màn ảnh nhúa đây là những cái dải quần áo được các shop chở đến để phục vụ cho bà con. Đấy, có thể là nói là các cái trang phục về áo ấm rất nhiều quý vị ạ. Đấy, nhiều luôn. Rất đẹp. Và đây có ghi sẵn các cái số ca có mỗi quân trang tư phục khác nhau, 50k và 100k đấy quý vị. Đây có các bác đang đi chọn mua quần áo đấy. Vâng. Đây quý vị.